Xin chào cả nhà. Số huyền Hải Phòng bên em lại tiếp tục lên sóng cho các bác một em bình thủy Tiger các bác nhé. Con này với dung tích là 3 lít này các bác này. Đấy, cũng có công nghệ VE đây các bác. Giữ nhiệt và tiết kiệm điện này. Có màn hình hiển thị nhiệt độ này, 80, 90 và 98 độ C, tự sôi ở nhiệt độ 100 độ C và tự ngắt nhé các bác nhé. Con này thì chế độ bơm này các bác này. Nó cả một cái vẹt này là bơm luôn này. Đấy. Nó dòng bình đời mới đấy các bác. Một nhịp này, nhịp thứ hai là bơm luôn. Đấy. Con này hình thức thì tương đối là đẹp, mặt bên trên là nhựa, thân xung quanh là đây, kim loại nhưng mà không hề cấn móp bất kỳ chỗ nào luôn nha các bác nhé. Con này đét là... con này đét mới bao nhiêu, cái bình nặng dã man. Con này đét 2014 các bác. Ủa, cái bình nó được thiết kế rất là nặng luôn các bác. Đây các bác nhìn cái bộ phần mặt của nó này, dày đẹp nhá các bác nhìn nhá, gioăng đẹp xuất sắc luôn, mới tinh, mặt inox đẹp, bên trong lòng bình nhá các bác nhá, đẹp long lanh luôn. Đấy, cái dòng bình nó được thiết kế theo kiểu dòng đây, sâu lòng như thế này. Đây, phần bên trên này. Đấy. Dòng đời mới đấy các bạn. Con này thì nó có hai chế độ bơm, nhưng mà cái bơm tay này như là không hoạt động được nữa các bạn. Đây, đây là bơm tay. Nhưng mà gần như thì về cái dòng bơm tay này thì 100 con thì gần như là một con dùng được thôi, còn đâu là cái bơm tay gần như về nó không hoạt động nổi. Cái bơm tay này các bác không sử dụng nữa thì các bác khóa vào như này nhá. Kéo như này là mở ra này. Đấy, đẩy sang đây, các bác khóa luôn ra. Là chế độ điện tử hoạt động ok nhá các bác nhá. Bởi vì thực ra cái chế độ bơm tay đấy thì chờ nước nó mất điện thì mình bơm, mà mất điện thì nước nó cũng chả còn nóng để các bác pha được trà. Nên là gần như cái bơm tay này mình không sử dụng gì đến. Quan trọng nhất là cái bơm này thì các bác này. Cái bơm này mà lỗi là không bơm được ra nước thôi, chứ còn đâu cái bơm kia thì không quan trọng. Con này dung tích 3 lít nhá. Hình thức độ mới tương đối đẹp. Đấy. Bên ngoài bên trong là tương đối là đẹp nhá các bác nhá. Đây, bên trong này các bác nhìn này, mặt trắng ngần luôn. Đây, gioăng cao su xanh đét, mặt inox đẹp, lòng bên trong đẹp. Đây, độ mới cao nhá các bác nhá. Thân vỏ kim loại nhưng không hề oxy hóa hay là chảy xước móp mép bất kỳ chỗ nào luôn. Con này em bán rẻ cho các bác là giá này 750.000, em bao ship luôn cho các bác. Dung tích 3 lít nhá, 750.000 em bao ship, em bảo hành cho các bác 6 tháng, mọi chức năng hoạt động tốt trừ chế độ bơm tay. Còn đâu mọi chức năng hoạt động tốt, nước sôi ở nhiệt độ 100 độ C tự động ngắt các bác nhá. Tự động ngắt, bơm điện tử hoạt động tốt này. Đấy. Bên em đã test ngon lành hết rồi. Giá 750.000 em bao ship cho các bác. Bác nào lấy thì alo em, số điện thoại 0934230664 các bác nhá. Các bác cọc trước cho em 100.000 còn lại nhận hàng, được kiểm tra hàng và thanh toán ạ. Rồi, em xin chào các bác ở các video sau.